một con Casadin 10-05. Nhưng mà để có một con Casadin như vậy thì cũng phải nhờ sự đóng góp rất nhiều kia tích cực đến từ Clint, với một con vì hoạt động rất năng nổ ở trong giai đoạn ban đầu. Vâng, và Brion hoàn toàn không có đủ khả năng để có thể ngăn cản con Casadin trong tay của JK tiến đến với cơ động 16. Và khi họ không ngăn cản được điều đó thì tất nhiên rồi, hệ quả để lại là một ván thi đấu mà JK đã không phải nằm xuống bất kỳ một lần nào. Ở một ván thi đấu mà anh ta có tới 10 ma hạ gục. Một POG dành cho người chơi giữa rất xứng đáng của Hang Wildlife. Tới ván thiêu thứ hai này thì Brion sẽ chuyển sang bên phía đội 1. Có lẽ họ sẽ có được nhiều ưu thế hơn trong cấm và chọn, nhưng để xem họ sẽ triển khai cấm chọn như thế nào. Hai lực cấm đầu tiên của cả hai đội bao gồm đó là Ash cùng với Maokai. Trong khi đó thì Lucian là lực cấm tiếp theo mà Brion đưa ra. Những sự lựa chọn đang khá là giống như ở trong ván đấu đầu tiên đến từ lượt cấm của cả đôi bên Ash, Lucian, bên này là Elise, Maokai, và nó sẽ là thêm Kathleen nữa với lượt ban đến từ bên phía của Brion để nhắm vào một chất tướng mạnh mà Viper có thể sở hữu cùng đứng dưới, nhưng không có ban Jerry. Thay đổi đến từ bên phía của Brion, không còn là lựa chọn và Kathleen nữa. Bây giờ Hardline Sports sẽ cần phải suy nghĩ họ có ban Kathleen hay không, hay đây sẽ là first pick dành cho bên phía của Brion. Nếu như bây giờ Hardline cấm đi còn Kathleen thì khu vực đứng dưới không, quyết định của họ là cấm đi Sejuani của MT. Ba lượt cấm mà Hangolive đưa ra nhắm trực tiếp tới người chơi đi rừng của Brion, và cơ hội để họ có được Kathleen cùng với Varus. Nhưng họ sẽ lựa chọn vị tướng xạ thủ nào đây? Quyết định của họ là lấy Varus dành cho Hena. Ngày hôm qua chúng ta được thấy cặp trận giữa DK và KT diễn ra, thì DK cũng để hỏng cả Varus và cả Kathleen, và họ để cho đối phương lựa chọn Kathleen trước để khóa vào sự lựa chọn Varus và Kama để phần nào đó có được cho mình một cái giai đoạn đi đường thực sự là trên cơ hoàn toàn so với lại bộ đôi của KT. Thì để xem ngày hôm nay Hangar Esports có làm điều tương tự, chính xác hơn là Brion có làm điều tương tự hay không, khi họ để hồng ra Kathleen dành cho Viper và có thể sẽ là Lux luôn dành cho Lai ở sự lựa chọn này. Quyết định là không chọn dừng trước đến từ Clip, vẫn sẽ là dừng ở lựa chọn phase 3 thôi, tôi tin là như vậy. Nhưng anh ta không muốn chọn trước Amti, anh ta cần biết con tướng đi rừng của Amti là con tướng gì đã. Và vì đã được lộ hình đến từ Amti giống như cái cách lựa chọn đến từ Brion ở trong quán đấu đầu tiên, thì đây liệu có phải là con Wukong dành cho Clip hay không, hay vị tướng còn lại ở trong vẻ tướng đi rừng ở meta hiện tại? Đúng là Wukong có lẽ sẽ là lựa chọn tối ưu nhất dành cho Clip ở trong ván thi đấu này trong những rừng còn lại trong meta. Còn nếu như họ muốn đánh tấn công mạnh hơn xuống khu đường dưới với một chất tướng cấu rỉa hoặc là chất tướng đi rừng có khả năng áp được sớm, thì còn hai lựa chọn, một là Lee Sin, hai là Nidalee. Thì họ quyết định lấy Nidalee dành cho Clit. Đây là một con tướng đi rừng mang tính tấn công vô cùng mạnh mẽ trong khoảng thời gian ban đầu, và điều kiện thắng rõ ràng là cặp đôi đường dưới của cả hai. Ngày hôm qua thì chúng ta đã được theo dõi một cuộc đụng độ cũng rất đáng chú ý, cũng là sự xuất hiện đến từ Varus, Kama đối đầu cùng với Kathleen và Lux. Và đây là một ván thi đấu mà để xem là cặp đôi đường dưới bên nào sẽ thể hiện khả năng đường tốt hơn. Ngày hôm qua thì Dep đã có một ngày thi đấu rất thành công. Họ có được một dạng đi đường với một áp lực tương đối lớn trước con Kathleen của Eming. Còn ngày thi đấu hôm nay thì để xem là liệu rằng Hena và Efforts có làm tốt với cặp đôi này hay không. Vì những sai lầm ở khâu đi đường đến từ Hena và Efforts sẽ phải trả giá rất đắt dành cho Kathleen và Lux. Ngày hôm nay sẽ có một chút thay đổi. Ngày hôm qua chúng ta thấy được rằng là cái bộ ba Varus, Kama và Nidalee được khóa lại dành cho DK, và họ tận dụng cái sải tay dài và khả năng cấu máu đến từ bộ ba này một cách rất là triệt để để có điều kiện thắng ở cánh dưới. Nhưng ngày hôm nay thì nó sẽ là một chút thay đổi. Hangline Sports sẽ có Nidalee để hạn chế đi cái sức mạnh đến từ đối phương, và họ cũng sẽ có được một con bài có khả năng cấu chuyển tầm xa tốt bên cạnh cái sải tay dài đến từ Kathleen và Lux ở khu đứng dưới. Nếu đánh đúng bản chất tướng thì tôi tin rằng là Kathleen và Lux vẫn sẽ vượt trội hơn một chút thôi, một chút ít so với lại Varus và Kama. Nó có tùy thuộc vào cặp đôi nào sở hữu bộ đôi nào nữa cơ. Nhưng cảm nhận rằng là sau ván đấu đầu tiên và những gì đang thể hiện thì Viper và Lai là những người đi đường tốt hơn so với cặp đôi Hena và Efron. Liệu họ có tận dụng tốt cái chất tướng Kathleen với điều kiện thắng xoay quanh cánh dưới mà Hawaii Sports xây dựng ở trong phase 1 hay không? Còn tiến sang phase 2 thì vẫn là lượt ban Brayton quen thuộc đến từ Hawaii Sports, và thêm vào đó nữa là một con Victor không ban Akali, không ban Silas ở hai sự lựa chọn sau đến từ bên phía của Hawaii Sports. Còn Brion thì họ ban đi Jay và Yone, những chất tướng đường đơn, thì đây sẽ là con Akali dành cho Karis. Còn ở bên phía bên kia thì lựa chọn Mu đến từ Kingan, ta đã có được Na rồi. Một lựa chọn sớm dành cho Kingan khu vực đứng trên, và để xem Morgan sẽ đối đầu với Na của Kingan bằng chất tướng như thế nào. Jack vẫn còn, và đó là một lựa chọn nhanh đến từ người chơi đường trên của Brion cho cái đấu giữa Jack cùng với Na. Đối với việc đối đầu cùng với Akali thì tôi nghĩ JK cũng khá là tự tin, bởi vì anh ta còn rất nhiều những vị tướng có thể mang ra. Nếu như đánh an toàn bổ sung lượng sát thương theo thời gian thì anh ta vẫn còn Azir. Còn nếu như để đánh đôi công và đọ kỹ năng thì JK vẫn còn đó có Silas.
những lượt cấm ở tại phase 2 của Rion không nhắm tới những lượt lựa chọn mà Zeka thường xuyên sử dụng, và qua đó thì anh ta vẫn còn có Salad này để có thể mang ra. Ít nhất là anh ta đã có một cú chiêu cuối ngon ăn đến từ kèo đấu cùng với Akali để có thể gia tăng thêm áp lực dành cho vị tướng này. Rồi trong những tình huống giao tranh, anh ta có thể cân nhắc mang theo nhiều những cú chiêu cuối khác nữa trong đường bên phía của Brion, với những hiệu khống chế như là chiêu cuối thả súng ngũ đồn hay thậm chí là xích tội lỗi đến từ Varus nữa. Và đây có lẽ sẽ là ván thi đấu mà tốc độ ván đấu nhanh hơn so với ván thi đấu đầu tiên, một ván thi đấu không có sự xuất hiện đến từ những Kassadin, những Victor, thì việc mà cả hai đụng độ sớm có lẽ sẽ được cả hai đội tuyển triển khai, và rõ ràng áp lực đi đường bên nào tốt hơn, bên đó sẽ có điều kiện thắng được đảm bảo một cách triệt để hơn. Nhìn qua rất là trực quan, điều kiện thắng của cả hai bên sẽ là bộ đôi đứng dưới, khi mà Kaelin Lux đối đầu với Varus và Kama, và đúng như từng nói, bên nào có được áp lực đi đường tốt hơn, Kaelin hoặc là Varus có được ưu thế thì bên nó sẽ chiếm được tiền cờ trong cái ván đấu thứ hai này. Cặp trận chính xác là cuộc đối đầu khu vực đứng giữa sẽ là một cái kèo đấu nó thiên rất là nhiều về mặt kỹ năng. Chúng ta thực thấy được rằng là những con Sylas đối đầu với những con Akali thì thường xuyên chiến thắng, dành cho cái tỷ lệ thắng đến từ Sylas nó sẽ cao hơn một chút so với lại Akali với phía bên kia. Và thậm chí là Zeka cũng đang sở hữu một cái tỷ lệ thắng rất là cao với Sylas ở tại LCK mùa xuân nữa, nhưng anh mới chỉ thua 1-2 trận thôi, phải, nếu tôi nhớ không lầm là như vậy. Và quan trọng hơn hết rằng với những một cái kèo đấu mà đã quá quen mặt với Sylas và Akali thì tin rằng người có được ưu thế vẫn sẽ là đường giữa bên phía của Hangline Sport mà thôi. Cánh trên sẽ là một kèo chọn mù đến từ kinh ngân, anh ta sẵn sàng đánh kèo dưới với con Na này đối đầu với Zax. Thực chất ra thì với sải tay dài, kinh ngân hoàn toàn sẽ có được cho mình những cái cấp độ đầu tiên hoàn toàn là trên cơ hơn so với lại Morgan, và để xem là những ưu thế đến từ bên phía của Hangline dựa vào giai đoạn cấm và chọn nó có được thể hiện ở trong những cái phút giây ban đầu hay không. Ván đấu thứ 53 của FCK mùa xuân năm 2023, game đấu thứ hai trong cặp trận giữa Freyron và Hangline Sport chuẩn bị được bắt đầu trên kênh sóng của FCK tiếng Việt, và rất hy vọng các bạn để lại thêm những lượt like và subscribe để ủng hộ cho kênh phát sóng cũng như bản quyền phát sóng từ Vietnam Sport. Đang có một tiếng di chuyển sớm đến từ bên phía của Hangline xuống khu vực đường dưới để cạnh tranh lượng tầm nhìn với đối phương, nhưng có vẻ như Freyron cũng đã biết điều này, họ không quá là mặn mà trong việc tranh giành lượng tầm nhìn tại khu vực đường dưới, mà họ chỉ để làm có mắt ở tại bên con trạc 3, nơi mà cái máy quét của Live sẽ không kịp để phát hiện ra nó và có những đòn đánh tay dứt điểm. Ô, vẫn kịp à? Mỗi người một hit, vẫn kịp với cái máy quét ở những giây cuối cùng của hỗ trợ bên phía Hangwha Live, và họ vẫn có được có mắt này. Một lượng kinh nghiệm được bổ sung thêm dành cho bên phía của Hangwha Live ở tại khu vực cánh dưới bản đồ, với những đường có thể tác động tới ván đấu như là Zeka, anh ta sẽ có được cái lượng kinh nghiệm đủ để có được cấp độ 2 sau một đợt lính, cũng có thể sẽ tạo ra khác biệt trong kèo đấu với Akali của Karis. Cánh dưới sẽ là điều kiện thắng đến từ cả Brion và Hangline Sport, và để xem mà Viper Line đi đường như thế nào với Hena và Effort. Ngày hôm qua chúng ta thấy được rằng là cặp đôi Kama và Varus của DK hoàn toàn có được những cái thế chủ động hơn và khả năng đi đường và khả năng cấu rỉa so với lại bộ đôi bên phía bên kia của KT Roster. Và Hangline Sport liệu họ có để điều đó tái diễn hay không, hay sẽ là một cái thế trận áp đảo mà Kaelin thường thấy ở cánh dưới để có được cho mình cái điều kiện thắng rất là trực quan đến từ phần đội hình của Hangline. Khả năng cấu rỉa đang được tung ra đến từ bộ đôi của Brion, nhưng vừa rồi là một tình huống nội hỏa báo lính đến từ Effort mà thôi. Tôi thấy rằng Henna đang mang theo cho mình phép bổ trợ hồi máu, đây là phép bổ trợ giúp cho cái khả năng đi đường đến từ Varus cùng với Kama tốt hơn, và anh ta ít nhất có thể hỗ trợ cho Effort nếu như người chơi hỗ trợ của Brion có những tình huống bước lên cao và nhận lại những hiệu khống chế đến từ bên phía của Viper cũng như là Live. Nhưng cái này thì nó cũng sẽ là một con dao hai lưỡi. Nó có thể sẽ khiến cho Henna là người gặp nguy hiểm. Chỉ cần dính một cú khóa ánh sáng ở khâu đi đường thôi, chắc chắn đó sẽ là một nguy hiểm về mặt tính mạng dành cho cả Henna lẫn Effort. Bởi vì cái lượng sát thương mà cặp đôi Kaelin cùng với Lux có thể đẩy vào với những hiệu khống chế, với những cái nội tại của Kaelin là cực kỳ lớn. Đồng ý, những cái bay cho đồ được đặt ra sau những cái cú khóa ánh sáng thành công nó khiến cho cái bộ đôi Lux và Kaelin trở nên rất là nguy hiểm ở những cái pha hai đấu hai đó. Nhưng cánh dưới vừa rồi là tình huống trao đổi chiêu mà Henna bùng tất cả kỹ năng trúng vào người của Viper và lấy đi khá nhiều máu, ép Viper bắt buộc phải cắn cho mình bình máu đầu tiên. Rồi khu vực đứng giữa là những tình huống trao đổi chiêu thức mà Karis là người lời máu hơn, nhưng Clip đang có một tình huống xâm lăng nha. Anh ta đang muốn có một cái vòng rừng với ba bổ lợi, hai bổ đỏ và nếu có thể thì sẽ là một bổ xanh, nhưng đứng dình trước luôn. Amti không còn quá nhiều máu rồi. Nữa, mà nếu như anh ta bất quy trong pha này, anh ta có thể gặp nguy hiểm. Giáo chúng đến từ Chris, nhảy thẳng vào tấn công, sát thương khá lớn được tạo ra đến từ người rừng bên phía Hangwha Sport, và đó là chiến công đầu với mạng solo kill dành cho Chris ở trong vai trò đi rừng. Mất luôn cả con bùa đỏ tại cánh dưới đến từ Amti trong tình huống này, và cặp đôi đường dưới Henna Vefors có thể sẽ chịu những áp lực đến từ Nidalee của Chris cấp độ 3, cấp độ 4 tiến xuống. Những mũi lao ở ngang hông có thể sẽ khiến cho các thành viên phía của Brion gặp nhiều khó khăn tại khu vực này.
nhưng Clit cũng đã nhận ra rằng đợt lính cù đứng dưới mà Viper cùng với Life có đã bị triệt tiêu nhanh và anh ta cũng không còn cơ hội để băng trụ nữa. Quyết định của anh ta giật xuống khu sông dưới để có cua. Âm tin ngay lập tức di chuyển xuống khu cánh dưới bản đồ để có thể lấy lại cho mình một phần nào đó áp lực và tránh cho Henna cũng như Effort những áp lực đến từ bên phía bên kia. Nhưng đây là tình huống lao lên có vẻ là hơi cao đến từ hỗ trợ bên phía của Abrion. May là anh ta vẫn có thể rút lui về kịp, không bị dính hiệu khống chế đến từ Life cũng như Viper, và Henna đã đầu tư cú hồi máu của mình để giúp cho Effort rút lui một cách an toàn. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tình huống tấn công và đó là một pha di chuyển rất thông minh tới từ Clit. Di chuyển cặp mắt tại bãi chim và hoàn toàn không có thông tin tới từ MT. Anh ta đấm quy vào con bùa đỏ một cách hết sức ngây thơ. Và khi anh ta bị dính mũi lao này, đồng nghĩa với việc anh ta sẽ phải lên bảng, không còn cơ hội để dùng tốc biến tới từ MT. Tốc biến thì nó sẽ là một tình huống nhảy theo hoặc là tốc biến lao theo đến từ Nidalee của Clit mà thôi. Và đó là hệ quả. Tình huống solo kill vừa rồi là hệ quả với việc làm thì anh ta bị lộ vòng rừng từ xuất phát từ cánh trên. Và để cho Clit khai thác với một cái khả năng dọn rừng nhanh hơn và ấn tượng hơn rất nhiều đến từ trận tướng Nidalee. Di chuyển vào trước, cắm mắt và sau đó là solo kill một cách rất đơn giản với lượng sát thương đến từ một con Nidalee ở cấp độ 4. Đây sẽ là ưu thế dành cho bên phía hãng Wildsport và cụ thể là vị trí của Clit với việc là anh ta sẽ có được thêm những cái lượng tiền để update sức mạnh ở trong những cái giai đoạn đầu. Nidalee là một vị tướng rất cần phải có được áp lực từ sớm với những con ngọn giáo tầm xa và cái tỷ lệ trúng giáo đến từ Clit nó cũng cần phải được đảm bảo để giúp cho những cái đường đơn đến từ bên phía của hãng Wildsport thậm chí là khu vực đứng dưới nơi đang tồn tại điều kiện thắng rất là trực quan của họ có thêm được cho mình những ưu thế. Nãy giờ thì Viper luôn làm tốt hơn ở khả năng đẩy đường nhưng mà chỉ số lính chúng ta có thể thấy được điều đó. 40 so với lại 29 tới từ hay nào? Một phần tới từ rừng nhưng một phần cũng có lẽ sẽ tới từ khả năng đi đường của Viper cũng như là Life. Họ đang là những người có được áp lực đường tốt hơn. Trái ngược hoàn toàn với Virus Karma ngày từ hôm qua của các thành viên bên phía DK. Ngày hôm qua thì DK có một cặp Virus Karma đi đường thắng, thậm chí thắng rất triệt để trước Catlin của đối phương nữa. Nhưng ngày hôm nay thì kịch bản đang đảo chiều khi mà Luck Catlin lại đang là những người có được lợi thế đi đường nhỉnh hơn với chỉ số lính hiện tại đang dẫn trước của Viper so với những gì mà Henna đang có. Nhưng những tình huống trả sát thương đến từ Henna cùng Viper khi họ đã bắt đầu có lượng trang bị cộng thêm đang khiến cho hỗ trợ của Hang Life ở một lượng máu thấp và Viper sẽ cần phải có nhiều hơn những áp lực đến từ Clit xuống khu vực này để giúp cho anh ta có một dạ đi đường đủ khỏe trước Virus bên phía bên kia của Henna. Bắt buộc phải về từ Line mà anh ta quá thấp máu với những cái pha bắn nội hỏa liên tục đến từ Effort. Đây là góc mà Zeka có cấp sau, anh ta lao thẳng đến trốn bắt thành công nhưng không có tình huống lao vào với sát chiêu hoàn hảo. Nếu cắt sát chiêu hoàn hảo thì nó sẽ có thể làm tình huống né thành công đến từ Karis, nhưng Karis cũng đã phải mất tốc biến trong pha vừa rồi, một áp lực khá lớn đến từ người chơi đường giữa bên phía của hãng Wildsport. Nãy giờ thì Zeka luôn là người làm tốt hơn khả năng đẩy và chỉ số lính thì anh ta cũng đang dẫn trước so với con Akali của đối thủ nữa. Tình huống áp lực tốt đến từ Zeka vì áp lực đứng giữa vừa rồi khiến cho Karis mất đi một cái phép bổ trợ quan trọng. Akali không có tốc biến, đột biến của anh ta với những tình huống sát chiêu hoàn hảo ở trong những phút giây tiếp theo nó sẽ bị giảm đi. Còn ở cánh dưới là pha 2-2 đặt chạm xuống, sát thương là nhiều hơn đến từ cặp đôi bên phía của Bion. Họ có được điểm hạ gục trước cặp đôi bên phía của hàng Wildsport nhưng chỉ là 1-1 mà thôi. Viper không có được mạng trong pha vừa rồi và mạng còn lại dành cho Henna với tình huống hạ sát thành công lại. Đó là một tình huống cả hai xạ thủ đều đã mất đi hồi máu và một chấm máu đến từ Effort còn lại giúp cho xạ thủ Henna là người có chiến công đầu. Trong cái đó thì ma gục của Hang Life có, nó lại rơi vào tay của Life với cái thiêu đốt của mình. Và qua đó các thành viên bên phía của, nó không phải là một cái chiến công đầu, xin lỗi các bạn, đó là một cái chiến công đầu của Clit rồi. Nó chỉ là một thiếu 1-1 nhưng mà xạ thủ bên phía của Rion là người có được ma gục, còn bên phía bên kia chỉ là một điểm hỗ trợ dành cho Viper mà thôi. Qua đó thì cũng không phải là một tình huống trao đổi quá lỗ dành cho Rion tại cánh dưới. Nhưng khi trở lại khu đứng dưới, họ đang bị tấn công tại khu hang rồng. Sự thua thiệt nó có lẽ sẽ đến nếu như bên phía của Brion mất đi mục tiêu lớn này và đang là phần tình huống mà Clit chưa có định khởi động rồng, anh ta chạy thẳng đến khu cánh trên. Anh ta biết rằng lúc này nếu như khởi động rồng thì sẽ mất khá nhiều thời gian và có thể sẽ mất đi con sứ giả tại cánh trên. Ván thi đấu mà họ đang đặt nặng con sứ giả hơn con rồng nguyên tố đầu trận, đó là điều kiện thắng cũng là cực kỳ quan trọng dành cho cả hai trong một thế trận họ muốn đánh sớm. Quan trọng hơn hết rằng là Catlin Lux cần phải giải phóng được càng nhanh càng tốt và việc kiểm soát sứ giả nó sẽ quan trọng hơn với việc là bạn stack những con rồng nguyên tố ở trong giai đoạn ban đầu. Đây là một pha chê hit mà rõ ràng là tôi hiểu được cái ý đồ, họ muốn đổi mạng. Henna vừa rồi có được cho mình điểm chiến công hơi đáng tiếc dành cho Viper khi mà anh ta không là người lát hit cái mạng vừa rồi của Effort, mà người ăn lại là cái kill đốt đến từ Lai sau khi mà hỗ trợ bên phía của Hang Wildsport đã nằm xuống rồi.
tình huống đổi mạng tạm thời là lợi thế hơn dành cho các thành viên bên phía của Brion, nhưng nếu như nhìn vào phép bổ trợ thì chúng ta chưa thấy rõ ràng yếu tố đó. Viper còn nguyên hai spell, anh ta còn hồi máu, anh ta còn tốc biến, còn ở bên phía bên kia thì một con Varus không có tốc biến có thể sẽ là mục tiêu tấn công. Nhưng thực chất ra Nearly là một chất tướng hơi khó để có thể có được những tình huống ganh trực diện, cần phải có những pha khóa ánh sáng trước đến từ Lai, và điều đó nó chưa được thể hiện quá rõ ràng ở trong những phút giây ban đầu. Clip lộ hình ở cánh trên, đây sẽ là pha kiểm soát sứ giả khi ở khu vực đường giữa đang là ưu thế về mặt kiểm soát đến từ ZK. Anh ta vừa bấm B và trở lại đường, còn đây mới là thời điểm bấm B về nhà từ Karis. Liệu có phải là một pha tham minh để kiểm soát sứ giả thành công đến từ các thành viên bên phía của hàng Wild Sport hay không? Đây, clip mở sứ giả luôn. Một pha thi đấu khá hổ báo tới từ Morgan, mặc dù anh ta đã phát hiện ra vị trí của Clit nhưng vẫn quyết định nhảy lên để trao đổi chiêu thức, vì anh ta biết rằng áp lực đến từ Na Tín Nhị của Kingan là không đáng bao nhiêu cả. Sẽ là tình huống đổi mục tiêu đến từ cả hai bên. Quyết định đưa ra cũng là một quyết định an toàn tới từ bên phía của Brion, khi họ biết rằng lúc này thì Karis không có phép bổ trợ tốc biến. Nếu giao tranh sứ giả diễn ra tại khu cánh trên bản đồ, có thể họ sẽ là những người gặp thua thiệt hơn so với bên phía của Hawalife. Còn ở tại cánh dưới lúc này thì MT vừa có được dòng nguyên tố, vừa gây áp lực khiến cho Viper và Life hiện tại đang là những người bắt buộc phải bỏ đợt lính để rút lui. Có thể kéo theo đó là những lớp giáp trụ dành cho cặp đôi đường dưới bên phía của Brion nữa. Với mà Hà cũng có được thì có lẽ cái chênh lệch giữa hai xạ thủ nó không còn nghiêng về cho Viper nữa rồi. Và sau những đợt đẩy có được cho mình những lớp giáp trụ, cặp đôi đường dưới bên phía Brion vẫn duy trì được một thế trận hòa hoãn và ngang bằng so với cặp đôi đường dưới bên phía của Hawalife. Chỉ là cánh trên thì không biết là con sứ giả này MT sẽ triển khai nó như thế nào. Liên tục là nổi hỏa kết hợp với King Mancha và tên xuyên phá chuẩn xác đấy từ Helena, và em phỏng lượng máu mất đi trong mỗi pha dính chiêu vừa rồi từ Viper là rất nhiều. Lai là người dính chiêu nhiều hơn và anh ta liên tục phải bấm B về nhà để có thể hồi phục lại cũng như sạc lại cái lượng tầm nhìn kiểm soát ở cánh dưới. Cái tình huống di chuyển ăn sứ giả đến từ Clit vô hình chung khiến cho bộ đôi Viper và Lai bắt buộc phải bỏ đợt lính và họ lùi về vị trí an toàn khi họ không phát hiện ra vị trí đứng của Amti đang ở đâu cả. Nếu như có Amti sẵn sàng là một hình tài trụ với việc có cấp độ 6 đến từ vị trí của Hena với cú chiêu cuối, còn đây là góc tấn công tốc biến chiêu cuối luôn, mọi thứ dồn vào vị trí của Kingan chắc chắn sẽ không hình vụ hóa kịp Na khổng lồ và điểm hạ gục cực nhường dành cho rắc trong tay của Morgan với cú tốc biến ở đầu tư. Góc này thì Zeka ăn cắp sát chiêu hoàn hảo, anh ta có cú cắt vào người của Karis, sát thương là chưa đủ đến từ Karis để hạ gục thành công Zeka, còn ở hướng ngược lại thì Clit lúc nhẹ cái xác vừa rồi, điểm hạ gục thứ 3 dành cho bên phía của Hàng Wild Sport và là mạng thứ 2 dành cho người đi rừng của họ. Một pha đáp trả tới từ Clit cho tình huống tấn công lên khu vực đường trên của Brion, và Morgan cùng với MT vừa lấy thành công một mạng cục vô cùng quan trọng. Các bạn đã được theo dõi những tình huống bảo trụ tới từ một con Jack của Morgan, lượng sát thương của anh ta là vô cùng khủng khiếp. 3 lớp giáp trụ là những gì mà Morgan đã có tại khu vực đường trên, chỉ sau một pha ganh tới từ MT mà thôi. Còn tại cánh giữa bản đồ đó là một pha khai thác phép bổ trợ tốc biến chưa hồi kịp của Karis đến từ cặp đôi Zeka cũng như là Clit, và họ đã có đủ khả năng để lấy mạng người chơi đứng giữa đối phương. Chúng ta cùng nhìn lại pha này, Morgan là người chủ động quy lên để bait và họ đã trồng hiệu không chế lẫn nhau khiến cho con Na Tín Nhị của Kingan không có cơ hội nào để tốc biến bỏ chạy cả. Một mạ gục kéo theo đó cùng với ba giáp trụ chắc chắn sẽ là một lợi thế rất lớn dành cho đứng chơi bên phía của Brion. Nhưng tại cánh giữa thì Karis không có tốc biến đã bị khai thác và anh ta không đủ sát thương để có thể kéo theo vị trí của Zeka, khi đó là một tình huống anh ta cắt sát chiều nào thì tốt, nhưng cú phi do 5 cánh của Karis thì lại không đạt độ chuẩn xác một cách tuyệt đối, và lượng sát thương của anh ta không thể nào có thể hạ được Zeka, dẫn đến việc anh ta nằm xuống. Mã hạ gục thứ hai dành cho Clit, và Clit gọi luôn con sứ giả của mình ở tại khu cánh dưới bản đồ. Với con sứ giả này thì họ sẽ áp lực để có thể lấy đi nhiều giáp trụ nhất có thể, chứ việc ăn trụ thì chưa chắc ăn được. Kịch bản ở ván đấu đầu tiên nó đã được tái diễn khi mà Clit đang là người cầm rất nhiều mạng của Hang Wild Sport ở trong phút giây ban đầu. Anh ta đang cầm 2 trên tổng số 3 điểm hạ gục mà Hang Wild Sport sở hữu, và để xem anh ta có làm được tốt như ở trong ván đấu đầu tiên khi sử dụng cho mình một cái chất tướng khác hay không, đó là Nidalee. Khả năng snowball đến từ Nidalee nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều với cái tỷ lệ giáo của anh ta nha. Bây giờ những cái con giáo đến từ Clit nó vẫn chưa đem lại một điều hiệu quả thực sự là quá cao. Đây là tình huống tấn công đến từ vị trí của Amti ở khu đứng dưới, tốc biến sợ xịt tội lỗi. Ông chính xác là tình huống kích hồi máu để có thể tăng tốc đến từ Hena thôi, và ép đi tốc biến đến từ Lai với tình huống cung tung chiều cuối đến từ xạ thủ bên phía của Brion. Ép thêm cả cung phong linh tới từ Viper nữa, nhưng đó là một tình huống bên phía của Hawalife tạm thời vẫn rút lui kịp trước những áp lực mà Amti tạo ra với con Vi đang có tàng súng hữu đồn này. Ván thi đấu vẫn đang là cực kỳ căng thẳng, chênh lệch đang nghiêng về cho bên phía của Hang Wildlife. Đâu đó khoảng chừng 300-400 tiền, nó bằng đúng với một ma gục mà họ chênh lệch được so với bên phía của Brion. Trước phải là ván thi đấu quá tệ từ bên phía của Brion, họ vẫn đang có những được cái thắng được đảm bảo. Họ vẫn đang có những vị trí khá là khỏe ở trong đội hình của mình, ví dụ như con Varus hiện tại của Hena. Mặc dù là một Varus phải lên nước mắt nữ thần, nhưng ít nhất là
anh ta không để thua quá nhiều về chiến thuật lính so với Viper phía bên kia và có được cho mình một mà hạ gục. Lượng sát thương cấu rỉa của Varus trước thềm giao tranh nó cũng sẽ có thể tác động tới thế trận của ván đấu tương đối nhiều. Còn ở cánh đầy lẻ, ZK thì đang làm tốt, nhưng bù lại bên phía bên kia thì Morgan đang có một lợi thế cực kỳ lớn trước Kingan. Anh đã hoàn thành xong cho mình búa dìu sát thần cùng với giày 2 và chẳng cách nào con na của Kingan có thể chơi hit lại và chắc chắn sẽ hình thành những đợt đẩy liên tục của Morgan lên khu đứng trên. Nhưng để ăn trụ thì nó có lẽ sẽ là điều không hề dễ dàng đối với đường trên bên phía của Brion. Đường trên và đường dưới của Brion đang đánh tốt theo thời gian nha. Đây là một cái dấu hiệu rất là tích cực. Morgan thì từ đầu ván đấu thì anh ta luôn kiểm soát kèo đấu một cách rất là hiệu quả. Và anh ta dẫn lính, anh ta farm hơn, anh ta có được mạng hạ gục so với lại con na ở Kingan. Còn cánh dưới thì ban đầu bị gặp những cái bất lợi đến từ cặp đôi Heyna và Redford. Nhưng nhờ những tình huống tung chiêu trúng chính xác ở đây, cái tỷ lệ nội hỏa kết hợp với King Mancha và kết hợp với những cái pha phát đoạn xuyên phá đến từ con Varus của Heyna nó đạt một cái độ chuẩn xác rất là cao đó. Cú quy vừa rồi lấy khoảng 1/5 cho tới 1/6 máu của Viper cũng liên tục trúng quy như vậy. Viper cũng như là Lai gặp rất là nhiều khó khăn và Morgan sẽ có được cho mình trụ bột toàn bản đồ ở cánh trên, một lượng tiền rất lớn được đổ vào túi tới từ người vẫn được coi là đầu tàu của Brion ở thời điểm hiện tại. Mặc dù không phải là một cái trụ có được lượng tiền trọn vẹn tới từ 5 giáp trụ, nhưng đó vẫn là 4 giáp trụ cùng với tiền thưởng đến từ trụ một toàn bản đồ. Và đây là một con rách vô cùng khỏe rồi, thậm chí vừa rồi thì Morgan cũng không vội ăn đi cho mình trụ một đứng trên đối phương mà để cho trụ đó triệt tiêu đi khá là nhiều chỉ số lính đến từ Kingan. 30 chỉ số lính cùng với lượng tiền tới từ một mã hạ gục và thêm cả 4 giáp trụ cùng với trụ một toàn bản đồ nữa. Một cái đấu thực sự lệch tại khu vực cánh trên bản đồ. Và đây có lẽ là khu vực mà bên phía của Brion đang có lợi thế nhiều nhất so với bên phía của Hagolife. Các cánh còn lại thì từ khu vực rừng cho tới khu vực đường dưới, những lợi thế đang nghiêng về bên phía Hagolife nhiều hơn. Và để xem là Brion sẽ vận hành đội hình của mình xoay quanh con Jack khỏe của Morgan như thế nào. Sẽ là một cái điều kiện thắng đến từ bên phía Brion, bên cạnh cái việc mà họ đang sở hữu một con Varus có một cái tỷ lệ chuẩn xác với những cái pha bắn xuyên phá đang thực sự rất là hiệu quả. Anh ta liên tục cấu máu vào Viper và Live và khiến cho lượng máu đến từ cặp đôi xạ thủ và hỗ trợ bên phía của Hoàng Wild Sport. Bây giờ thì đã chuyển ra khu vực đứng giữa rồi, mất đi rất là nhiều. Và đây sẽ là lợi thế với pha kiểm soát hàng rồng đến từ bên phía của Brion. Họ đã có được con rồng nguyên tố, vẫn là một nhịp kiểm soát rồng tốt hơn đến từ Amti so với lại vị trí của Clit giống như game đấu đầu tiên. Hai rồng liên tục dành cho bên phía của Brion và linh hồn trong trận này lại là tiếp tục của linh hồn rồng đất. Morgan đã bỏ khu vực đường trên để di chuyển xuống và mặc dù Kingan có cú dịch chuyển nhưng anh ta không muốn dùng. Nếu như anh ta dùng xuống khu cánh dưới để cạnh tranh rồng 50-50, chưa chắc họ đã thắng. Và hậu quả để lại là việc mà anh ta có thể sẽ bị thọt về mặt kinh nghiệm nếu như di chuyển xuống chung với Morgan. Morgan không mất chỉ số lính khi đó là cú dịch chuyển trở lại khu đường trên của Karis để có thể đón đợt lính mà Kingan đẩy vào. Rồi Morgan cũng đã chủ động di chuyển xuống đường dưới ngay lập tức để cùng với ông Ti tấn công trụ. Phan lao lên tới từ JK với sát chiều hoàn hảo, nhưng sát chiều nào lần hai của anh ta bị ngắt. Và đó là một tiếng băng trụ đến từ bên phía của Brion. Morgan đã cùng với âm ti hạ gục thành công được đầu tàu của Hagwalai, đó chính là JK. Và cái trụ thứ hai sẽ có cho họ mà thôi, không ai cản nổi Morgan ăn trụ cả. Còn đây là tiếng xử lý kỹ năng tốt tới từ Karis, tốc biến đập mặt vào tường. Karis đang gặp nguy hiểm và anh ta có sự hỗ trợ đến từ những đội của mình, nhưng không đủ để cứu cho một người chơi đi rừng bên phía của Hagwalai một tình huống sống sót. Karis được hồi máu nhưng ta vẫn phải lên bảng. Mạng shutdown dành cho Viper, mạng dành cho Viper với một cú hồi máu là không đủ từ Heyna, nhưng đổi trên tạp bản đồ. Brion vẫn đang lời và họ thậm chí đang áp lực vào trụ bộ đường giữa của Hagolife. Đây sẽ là áp lực vào trụ bộ đường giữa đến từ Heyna cũng như là Effort, tình huống tấn công và đổi lợi thế hơn về mạng trên toàn bản đồ dành cho các thành viên bên phía của Brion. Cánh dưới là một pha phối hợp tiếp tục là thành công đến từ Morgan và Amti, đầu tư tốc biến đến từ Morgan để có thể tấn công vào JK. Sự hổ báo đến từ JK phải trả giá, anh ta ngăn tình huống phá mắt đến từ Amti. Ngay lập tức tấn công đến từ bộ đôi bên phía của Brion, họ trông hiệu ứng đủ nhiều để khiến cho JK phải lấy bảng điểm số. Góc này thì Clit ăn sứ giả một mình và anh ta gặp quy trước pha cắt sát chiều hoàn hảo lần hai đến từ Karis, nằm xuống đến từ Clit. May mắn dành cho bên phía của Hagwai Sport khi mà Lai khóa trúng ánh sáng, và đó là một tình huống mà đặt thêm hiệu ứng khống chế đến từ Viper với bẫy Yordle và lướt phong linh hạ gục đối phương. Tốc độ phản xạ cũng khá là chấp nhoáng đến từ xạ thủ bên phía của Hagwai Sport với tình huống lướt phong linh, chính xác hơn là tốc biến để có thể né đi cú trận xoay xích tổ lỗ đến từ Heyna. Chứ nếu không thì bộ đôi bên phía của Hawaii Sport cũng có thể gặp nguy hiểm với lượng sát thương mà còn Varus ở ngưỡng trang bị bộ đồ giữa có thể tạo ra. Còn góc này thì tiếp tục là tả xung đột. JK không thể thở nổi, anh ta còn tốc biến nhưng không thể sử dụng trong pha vừa rồi nhưng trước những hiệu ứng mà Brion có thể tạo ra. Lần nằm xuống thứ hai tới từ Silas của JK trong ván đấu này và anh ta đang dần bị bỏ lại bởi các thành viên phía của Brion. Là một sai lầm cá nhân tới từ JK tại khu đường dưới và vừa rồi lại là một sai lầm nữa đến từ JK tại khu cánh trên. Liên tục là những mạng dành cho bên phía của Brion và bây giờ thì họ đang là những người dẫn trước về tiền.
những áp lực mà họ tạo ra cũng đang là tương đối lớn ở tại các vị trí khác trên bản đồ. Morgan đang có định cân 2, ta lấy nửa cây máu của Clint, Kingan có na khổng lồ. Nhưng tôi nghĩ rằng Morgan sẵn sàng cân 2. Tầm này mà Kingan cùng với Clint lao lên, Morgan có đủ khả năng được cân 2, mặc dù anh ta không có phép hỗ trợ thức biến nữa. Anh ta đang tạt ngang bên hông ở khu vực đứng giữa để tạo áp lực chung với các thành viên bên phía của Brion trong việc ăn trụ. Họ có biết được có trụ hay không đây, họ sẽ có được trụ. Mặc dù là một tình huống chói tốt tới từ Live nhưng họ không có thêm sát thương bồi vào. Và nếu như cố gắng để có thể giữ trụ, họ thậm chí có thể sẽ mất mạng nữa. Những trụ đầu dành cho bên phía của Brion trong ván thi đấu này bao gồm 3 trụ 1 đang giúp cho họ có một lượng kinh tế vượt trội so với hàng của Live. Chúng ta cùng nhìn lại pha tấn công đến từ bộ đôi bên phía của Brion, và họ nhắm sát thương cũng như là hiệu ứng khống chế vào con Salad của Zeka. Tình huống trồng hiệu ứng rất tốt đấy từ Amti khi anh ta đầu tư tốc biến tả sự hữu đồ, sau đó làm tình huống gồng của nó bùng nổ để có thêm hiệu ứng. Zeka không kịp tỉnh dậy để anh ta có được cho mình cái tốc biến hay là đồ vương để hồi kịp máu. Hàng số lần thứ hai đến từ đường giữa bên phía của Hawaii Sport, và đúng như từng nói, cái ngưỡng sức mạnh từ Zeka nó bị giảm đi rất là nhiều sau những lần nằm xuống liên tục như vậy. Morgan vẫn đang làm rất là tốt với cái khả năng đẩy lẻ của anh ta với cái áp lực đến từ con Zax so với lại con chất tướng Na trong tay của Kingan. Chỉ số linh rất trước, mạng có được thêm một acid nữa, trụ một toàn bản đồ. Tất cả lợi thế đều đang thuộc về Morgan ở kèo đấu 1-1 cùng với lại Na của đối phương. Hawaii Sport đang bị dẫn ở một khoảng cách 3000 trước bên phía của Brion, và cảm giác như cánh đẩy lẻ thì Karis kết hợp với lại Morgan vẫn đang làm tốt hơn những gì mà Zeka và Kingan thể hiện ở ván đấu thứ hai này. Vâng, và khi thấy đội hình của đối phương đang là một đội hình không có nhiều chống chịu thì anh ta cũng không hướng tới Zidane là món trang bị thứ hai, mà anh ta hướng tới một cái Sojin. Đây là món trang bị giúp cho anh ta sẽ có rất nhiều sát thương cho những pha băng vào, và áp lực đó chắc chắn sẽ đặt nặng lên các thành viên bên phía của hàng lại ở tuyến sau. Cụ thể thì những vị tướng như Caitlyn hay là Lux mà đối mặt cùng với những tình huống bật phản công bay vào của Morgan, họ sẽ chịu một áp lực cực kỳ lớn. Và sẽ cần có những phương án giao tranh đến từ bên phía của Hàng Live. Họ có thể hướng tới việc cấu rỉa đến từ cặp đôi Lux cùng với Nidalee. Nhưng việc cấu rỉa cũng chưa chắc đã hơn so với Brion, bởi vì Henna đang có một virus cực kỳ xanh xao theo thời gian. Hai món trang bị lớn và nước mắt đã tích được tương đối nhiều số rồi. Món trang bị thứ ba anh ta hoàn toàn có thể hướng tới một cái thần kiếm Uramana. Còn ở phần còn lại thì bên phía của Brion cũng có nhiều phương án mở hơn. Họ có phương án mở tới từ virus của Henna, hoặc họ cũng có phương án mở tới từ V của MT. Anh ta làm điều đó rất tốt trong ván thi đấu này. Chỉ hơi đen cho bên phía của Brion là linh hồn rồng họ có là một linh hồn rồng gió. Một linh hồn rồng không đủ áp lực, và bên phía Hàng Quang Lai chấp nhận bỏ đi những con rồng như vậy để có thể gỡ farm ở những vị trí quan trọng. Để xem là với những cái ưu thế ở hai đường cánh thì Brion họ sẽ tận dụng như thế nào. Nãy giờ thì Henna làm rất là tốt với những cái pha gồng cung xuyên phá để anh ta lấy đi cái lượng máu và anh ta đẩy đường nhìn hơn rất nhiều so với lại Viper. Cái điều kiện thắng Kelly và Lux ban đầu thì Hawaii Sport làm rất là tốt nhá, với khả năng đi đường của họ, nhưng mà đến cái giai đoạn hiện tại thì cảm nhận rằng các em ngược trở lại đến từ con Vardot là có tới từ vị trí của Henna. Nếu như Henna vẫn tiếp tục làm tốt với tình huống cấu máu trước thêm giao tranh với tên xuyên phá kết hợp với những cú chiêu cuối của anh ta trúng những mục tiêu quan trọng, nó sẽ làm những cái tiền đề rất tốt để Brion hướng tới những mục tiêu lớn. Họ đã có được cho mình con rồng nguyên tố thứ ba của ván đấu với linh hồn rồng gió rất cận kề ở trong ván đấu này rồi. Hãy thì tôi nhìn hơi nhầm một chút xíu quý vị và bạn với linh hồn rồng đất, nhưng ván đấu này sẽ là linh hồn rồng gió, và linh hồn rồng thực sự là không quá quan trọng với cái phần đội hình bên phía của Hawaii Sport. Và đúng như Tùng nói, họ bỏ luôn, họ cần phải farm, họ cần phải bù đồ lại với các vị trí quan trọng. Viper vẫn đang giữ được một cái mạch farm rất là ổn nha, mặc dù anh ta mất trụ ở đường giữa, mất thế dựa lưng, nhưng vẫn đang là một con Caitlyn với ngưỡng sức mạnh 2 trang bị ở phút thứ 22. Ở hướng ngược trở lại thì Henna cũng đã có được cho mình Nguyệt Đao ở trang bị thứ 2, và anh ta đang hướng tới thần kiếm Uramana ở trang bị thứ 3 của mình. Các đường đơn đến từ bên phía của Brion cũng đang farm rất là ổn. Karis đang farm nhỉnh hơn Zeka, và như đã nói, nếu như tiếp tục duy trì được sức ép ở hai đường cánh thì Brion rất dễ dàng trong việc tiến ra những cái mục tiêu lớn như là con rồng tiếp theo hay thậm chí là con Baron khi mà họ đang kiểm soát ở khu vực bồ đỏ đối phương. Baron thì tôi nghĩ là đội hình bên phía của Brion sẽ ăn hơi chậm một chút vì họ đang cầm một vị tướng là Varus sát lực. Tuy nhiên họ vẫn có thể sẽ gây sức ép ở tại khu vực này bằng việc là kéo đối phương ra và thực hiện những tình huống mở ngược trở ra với những kỹ năng như là sự xích tờ lỗi hay là tản xung hỗ đột. Và chỉ cần có những tình huống kiểm soát tầm nhìn tốt để tạo ra những góc dịch chuyển vòng ra phía sau để đối phương tới từ Karis cùng với cả Morgan thôi thì tin là họ có thể làm được điều đó trong ít phút sắp tới. Nhưng chính vì việc họ chưa có nhiều tầm nhìn quanh khu vực hang Baron nên họ cũng chưa thể nào áp đặt một lối chơi đủ mạnh để khiến cho bên phía hang Wildlife gặp khó được cả. Nhưng vừa rồi các bạn thấy rằng việc di chuyển không có tầm nhìn đến từ bên phía của Brion đã khiến cho những mũi lao của Clint tỏ ra khó chịu như thế nào. Anh ta vẫn đang tìm cách để có thể kiểm soát tầm nhìn, phóng những mũi lao cấu rỉa đối phương và ngăn chặn đi ý đồ ép Baron của Brion.
Nhưng có một cái vấn đề mà Hawaii Sports cần sẽ phải giải quyết, đấy là con rác của Morgan sẽ càng ngày càng mạnh theo thời gian, mà rõ ràng là King Cường sẽ không thể một đối một ở trong những tình huống như vậy. Nếu ở dạng Natini thì King Cường thậm chí có thể bị áp lực solo kill bởi con rác còn tốc biến vào chiều cuối từ Morgan nha. Anh ta hoàn toàn sẽ duy trì cái áp lực này, thậm chí làm thì di chuyển xuống dưới luôn, chủ động tấn công, tìm kiếm vị trí của King Cường. Mà nếu như King Cường đứng ở vị trí nguy hiểm, anh ta có thể gặp nguy hiểm phát hiện ra rồi. Gồng đấm bùng nổ, lao qua tường, chiều cuối luôn. Morgan gồng choáng, bắt choáng thành công đến từ cái chân đứng trên bên phía của Leon. Và sát thương lại đủ. Thêm một lần nằm xuống nữa và lại là kịch bản đó. Khi gần không kịp tỉnh để làm bất cứ điều gì. Nhưng Karik cũng tương tự là như vậy, với sát thương đến từ cặp đôi Lux và Kathleen. Một đổi một ở hai cánh của bản đồ. Nhưng đây sẽ là ưu thế dành cho Leon khi Morgan đã tạm chạm tới thềm trụ hai của đối phương rồi. Hoàn toàn đồng ý, mặc dù là một đổi một, tuy nhiên thì lợi thế sẽ thuộc về bên phía của Leon vì vị trí nằm xuống là khác nhau. Vị trí nằm xuống của Karis là tại bùa đỏ của Hangwa Life, và chẳng có cách nào mà từ bùa đỏ JK có thể tiếp cận được trụ một đường trên bên phía của Brion cả. Nhưng vị trí nằm xuống của King Ngân là rất sát trụ hai của họ tại khu vực đường dưới. Và chính vì điều đó, bên phía của Brion đã có thêm cho mình một trụ thứ tư của họ trong ván thi đấu này, và lại là một lượng tiền nữa chảy vào túi của Morgan. Đó là một cái trụ trị giá tới 600 tiền ở cánh đầy lẻ, và nó giúp cho con Jack của King Ngân đang tiếp cận, chính xác là con Jack của Morgan đã tiếp cận tới món trang bị thứ ba của mình gần có rồi, đó chính là cái đào tím. Lại là một lần nữa trong ván thi đấu này, cặp đôi Morgan cùng VMT kết hợp với nhau tốt, và đây là một lợi thế rất lớn ở cánh đầy lẻ dành cho bên phía của Brion. Đây là điều mà VMT không làm được ở những trận đấu gần đây. Anh ta thường xuyên bỏ quên Morgan trong những cái tình huống mà di chuyển để hỗ trợ. Những ván đấu này là hoàn toàn khác. VMT liên tục hỗ trợ Morgan với những tình huống trồng hiệu ứng cùng chất tướng vi của mình. Cái lượng hiệu ứng mà một con vi có thể tạo ra với cú đấm bùng nổ kết hợp với tình huống tả sự vũ đột là dư để cho cái lượng sát thương đến từ một con rắc đã hoàn thành xong cho mình Sojin và đang hướng tới cho mình của đao tím ở đồ thứ ba là đủ để hạ sát thành công King Gun lần thứ hai, và đúng một kịch bản luôn. Hiệu ứng đến từ VMT và sát thương đến từ Morgan. Họ đang kết hợp với nhau rất tốt ở trong ván thi đấu này, và để xem họ sẽ triển khai con rồng nguyên tố tiếp theo như thế nào, cũng như Hangwa Life có đủ khả năng để có thể can thiệp hay không. Không còn trụ phía sau, tôi nghĩ là King Ngân nên cân nhắc việc rút lui, vì rõ ràng là VMT đang khoét rất sâu vào cái cánh đẩy lẻ đang rất yếu này của Hangwa Life. Liên tục là những pha di chuyển mà VMT tìm kiếm tới King Ngân, mặc cho người chơi đi cùng với anh ta ở trong tình huống đó sẽ là Morgan hay là Karis, họ đều có những áp lực để có thể hạ của con Na phía bên kia. Một Na khá là mỏng manh yếu đuối ở Natini, không có nhiều kháng phép, và kể cả là giáp anh ta cũng không thèm chịu nổi nữa sát thương đến từ Jack, gần 3 trang bị của Morgan cả. Với tình huống đổi vị trí như vậy thì bên phía của Brion có thể dễ dàng kiểm soát được con rồng nguyên tố, và Hangwa Life sẽ phải bỏ. Tôi nghĩ rằng bỏ là quyết định an toàn, chỉ là một con rồng gió mà thôi. Đã xong trụ 2 đường dưới và hướng tới trụ 2 đường trên, đó là những gì Morgan muốn với tình huống mà anh ta di chuyển lên cánh trên để phần nào đó hỗ trợ cho pha swap đường đến từ Brion để họ có được cho mình con rồng nguyên tố với linh hồn rồng gió. Như cái bản chất đến từ đội hình bên phía của cả Brion như Hangwa Life không phụ thuộc quá nhiều vào linh hồn rồng gió, thì đây sẽ là phá bỏ đến từ Clint và đồng đội, sẽ là những cái áp lực ngược trở lại đến từ bên phía của Hangwa Life. Họ sẽ là những người mà ra được khu vực hang Baron. Đây là lần hiếm hoi mà Hangwa Life chiếm được tầm kiểm soát ở khu vực này, nhưng không quá lâu đâu, với việc là Brion sẽ chiếm lại tầm kiểm soát ngược trở lại khi mà Effort cũng đã có được cho mình những tình huống di chuyển ra về nhà sạc đồ, có thêm lượng mắt đến từ tất cả toàn bộ đội hình bên phía của Brion, và họ tiếp tục với những tình huống phá mắt của đối phương, kiểm soát hết lượng tầm nhìn của đối phương, và sau đó sẽ là những tình huống ép ở hai cánh tốt khi mà họ đang có áp lực đến từ một con rắc rất sạch sào và cực kỳ mạnh từ Morgan ở thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ rằng thay vì phá những cái bẫy dập của đối phương thì VMT có thể lựa chọn một phương án nhanh hơn là đạp hết vào nó. Lượng sát thương đến từ Clint lúc này không đáng bao nhiêu cả. Đây, anh ta đang bắt đầu đi và đạp hết tất cả những cái bẫy dập của đối phương. Mắt thì có lẽ sẽ là mục tiêu họ cần phải phá, những cái bẫy dập của Clint thì không. Họ có thể đạp vào nó một cách thoải mái để có thể triệt tiêu lượng tầm nhìn của đối phương và hướng tới việc ép Baron. Họ đang có một lợi thế rất lớn ở cánh để lẻ khu cánh dưới bản đồ, nhưng họ lại tập trung 5 người lên khu vực cánh trên. Rồng thì Hangwa Life có thể bỏ, nhưng Baron thì không, và mặc dù là đội hình có Varus sát lực, nhưng họ lại có nguồn sát thương theo thời gian đến từ Jack của Morgan. Cầu vồng tối thượng được đưa ra đến từ Life để có thể lấy tầm nhìn. Họ phát hiện ra Brion đang ăn con Baron này, nhưng họ sẽ phản ứng như thế nào đây? Viper đang kẹt lại bên phía bên kia, và đó là tiếng lao lên từ VMT nhanh tới tung trung cuối vào cái đồng hồ của Live rồi. Vẫn là pha lao vào cực kỳ mạnh mẽ từ bên phía Brion. Karik bấm được đồng hồ, anh ta sống sót với một chấm máu và trung cuối của anh ta đâm bắn vào tường. Karik nằm xuống, và đó là một tiếng xử lý kỹ năng cực kỳ phê tới từ đường giữa bên phía Brion. JK lao lên cách mạo hiểm, nhưng ta có đồng hồ và Morgan lao vào lấy mạng của Live. JK tỉnh sau khi đồng hồ hết kết thúc, và anh ta có lẽ cũng sẽ phải lên bảng một hồi. Đã có kill dành cho Morgan.
Morgan đang sửa sai dành cho Karis ở trong tình huống vừa rồi. Karis có thể lỗi nhưng Morgan thì không lỗi chút nào cả. Anh ta gõ từng người một của Hanwha Esports. Ép tốc biến của Clint, ZK cũng đã phải đầu tư tốc biến để có thể tấn công. Lại mất tốc biến vẫn nằm xuống. Double kill dành cho đứng trên bên phía của Brion. Mà đúng là Morgan đang làm hết giúp cho Brion có được cho mình thế trận nhỉnh hơn so với lại Hanwha Esports. Nhưng đây là tình huống xử lý phải nói là rất mù mắt đến từ Karis. Anh ta băng vào cùng với lại vi trong tay của Amti. Anh ta dùng sát chiêu hoàn hảo, anh ta dùng bom khói trễ. Anh ta phải đóng đồng hồ cầu giờ lượng máu thấp. Cắt sát chiêu 2 sau đó tốc biến đập mặt vào tường. Hai chiêu thức cùng một thời điểm. May mắn là Morgan vẫn còn đứng đó và anh ta sở hữu một lượng sát thương phải nói là rất ấn tượng với một con rác. Gõ từng người một và kể cả là Zeka cũng phải là nằm xuống. Double kill dành cho đứng trên bên phía của Brion và lợi thế thì cũng đổi trang vừa rồi dành cho Brion. Với hai mạng có được thì con rách của Morgan đang vô cùng khỏe và tình huống giao tranh vừa rồi anh ta không mất phép bổ trợ nha. Chính xác cái người bị chọn cho cú chụp cuối công ty là Clip và anh ta có đồng hồ. Còn live trong tình huống vừa rồi thì anh ta nằm xuống vô cùng nhanh với chỉ một cú nhảy và nện vào đến từ Morgan. Nửa cây máu của hỗ trợ Hanwha Life ngay lập tức bay màu. Và bây giờ anh ta đang phải hướng tới đồng hồ nhỏ ở món trang bị tiếp theo để tránh những tình huống như vậy. Với những tình huống áp lực liên tục tới từ bên phía của Brion thì họ đang dần ra cách biệt về tiền lên tới con số là 4.000 tiền. Cùng với đó là 4 dòng nguyên tố. Ở tại thời điểm sắp tới, không chỉ có áp lực tại Baron mà Brion còn có áp lực tại dòng ngàn tuổi nữa. Đây là những mục tiêu mà Hanwha Life không thể nào bỏ được cả. Họ đã có ngưỡng sức mạnh tới từ Caitlyn của Viper với 3 đồ, nhưng phần còn lại thì đang là rất yếu. Một ván thi đấu không thành công tới từ Salad của Zeka và anh ta đang bị chững đồ ở 2 món trang bị rưỡi rồi. Về phía bên kia thì Varus của Hena vẫn đang đóng góp một lượng sát thương tầm xa hiệu quả với lối lên trang bị sát lực như thế này. Và lại một lần nữa âm ti tìm tới Kingen. Vào nhà thì cũng không tha luôn mà. Rất cục đến từ Amti và Morgan và họ áp sát vào trụ ba của đối phương, lấy nhẹ khoảng tầm 1/4 cây máu của trụ này và sau đó là rút lui với cú đấm bùng nổ kết hợp với những tình huống nhảy và nện của Jax. Áp lực đường cánh vẫn đang là rất lớn nha và Amti chủ động để có thể hỗ trợ Morgan. Đây là điều cần làm. Người mạnh cần phải được chăm chút và Morgan cần phải có được những sự quan tâm như vậy. Nhưng nên để ý, Amti nên để ý một chút, Baron vẫn còn ở đó. Nếu như di chuyển mà không kiểm soát được Baron thì hoàn toàn có thể là những cái pha hồi mãi thương và tiến thẳng ra và bù lại Baron đến từ Hanwha Esports. Viper sẵn sàng đứng ở phía trên để có thể có được cho mình nguồn sát thương DPS ổn định để giúp cho Hanwha Esports sở hữu mục tiêu lớn này. Vẫn sẽ cần phải có những tình huống di chuyển toàn bản đồ, nhưng linh hồn rồng gió đang giúp cho Amti làm điều đó nha. Nãy giờ những tình huống di chuyển ở toàn bộ bản đồ đến từ Amti là rất là nhanh nhờ có được cho mình bộ lợi này. Và anh ta cũng đã có rất nhiều trang bị chống chịu trên kho đồ của mình, nên là việc bị đối phương cấu rỉa nhẹ nhẹ tới từ những kỹ năng của Clit. Kỹ năng cấu rỉa của Clit có thể không đau vào người của Amti, nhưng mà Hena thì đau nha. Hena nên cân nhắc việc giữ vị trí tốt hơn. Amti lại tiếp tục tìm góc để có thể mở. Clit có đồng hồ và đây là quyết định không lao lên đến từ bên phía của Brion. Họ có lẽ sẽ chờ. Họ sẽ chờ Morgan đẩy ở cánh dưới một cách nó áp lực hơn. Và có lẽ họ cũng sẽ cần đến Morgan để có được cái lượng sát thương DPS nhằm có được con Baron, chứ nếu như không có sự xuất hiện của ngài ở đây, việc khởi động Baron là điều vô cùng chậm rãi đến bên phía của Brion. Để xem là bên phía Brion họ có thể tận dụng được cái ưu thế đẩy lẻ đến từ con Jax của Morgan hay không, với cái việc mà anh ta đã sở hữu cho mình tới 3 món trang bị và đang hướng tới một cái đồng hồ Cazonia. Đây là một trang bị không lạ với những người chơi Jax và nó sẽ giúp cho Morgan có nhiều sự tự tin hơn với những tình huống băng thẳng vào tuyến sau và đội hình bên phía của Hanwha Esports. Những cái mục tiêu như kiểu là Viper hay thậm chí là cả Life nữa, cần phải hạ sát Viper càng nhanh càng tốt. Vẫn là một con Caitlyn có một cái ngưỡng sức mạnh tương đối là ổn định với 3 món trang bị rưỡi và đây vẫn sẽ là một cái ngòi nổ không thể coi thường đến từ bên phía của Hanwha Esports được. Amti đang có một góc vòng sau, anh ta đang muốn có một góc vòng sau để tấn công vào bộ đồ đường dưới bên phía của Hanwha Esports. Clit cũng đang đứng ở một cái vị trí tương đối là nguy hiểm. Amti vẫn đang kiên nhẫn đứng rình. Đây sẽ là khoảng thời gian rất là nhạy cảm nha. 5 giây nữa bộ lợi linh hồn dòng ngàn tuổi sẽ được sinh ra và Lai gặp nguy hiểm. Anh đang dính chiêu cuối, anh đang dính thêm hiệu ứng và Morgan gỗ quá đau trong pha này. Điểm mạng cũng thứ 9 dành cho bên phía của Brion và tiến thẳng ra bộ lợi linh hồn dòng ngàn tuổi đến từ bên phía của Brion mà thôi, khi họ đang có lợi thế về người. Quá khó khăn dành cho bên phía của Hanwha Life. Một sai lầm trong khâu di chuyển tới từ hỗ trợ của Hanwha đã khiến cho bên phía của Brion vươn lên dẫn trước về nhân sự tại thời điểm này. Vừa rồi cũng là một sai lầm, Hena mất đi cho mình được cây báo, nhanh ta rút lui kịp với hồi máu. Clit đang áp lực với cú cạnh tranh trừng phạt của mình. Morgan lao vào làm choáng được 3 thành viên đối phương, trong đó có Viper. Viper hết phép bổ trợ đứng chờ trước mặt và Morgan đã kết liễu xạ thủ đối phương rồi. Mặc dù có người nằm xuống đó chính là Hena, nhưng đó lại là một tiếng xử lý nữa cho thấy được đường trên bên phía của Brion đang đánh tốt như thế nào ở trong ván thi đấu thứ hai này.
cùng với đó là áp lực về nhân sự giúp cho bên phía của Brion có được con rồng ngàn tuổi này. Grid đang tìm mọi cách để có thể tiếp cận. Anh ta chưa bị lộ vị trí. Mục tiêu lúc này của Grid sẽ là một pha cạnh tranh trừng phạt 50-50. Anh ta bị lộ vị trí và Morgan lại tìm thấy được Grid nữa rồi. Grid bấm đồng hồ, tốc tiến của anh ta còn, trừng phạt của anh ta còn. Nhưng anh ta có về được hay không, anh ta không tiếp cận nổi khu vực hang rồng nữa. Mạng tiếp theo dành cho Morgan đó là một mạng godlike dành cho đường chơi bên phía của Brion trong ván đấu này. Trở thành huyền thoại đến từ Morgan. Và đúng ra đây là một con rắc không thể ngăn cản được cho cái cách bạch đang gõ vào từng người một bên phía hoa của Live Sport. Viper không được chơi game khi Morgan đứng trên bản đồ. Và đó là một pha làm choáng ba người đến từ đường trên bên phía của Brion. Và tốc biến quá hay đến từ Morgan, bất luôn chiều cuối có thêm lượng chống chịu và anh ta quá trâu với chiếc sát thương mà anh ta có thể tạo ra. Viper không được chơi game bất cứ một giây phút nào cả, và kể cả là nào khổng lồ thì Kingan cũng nằm xuống. Linh hồn rồng ngàn tuổi dành cho bên phía của Brion, và thậm chí là Morgan shut down luôn cái cơ hội cuối cùng mà hàng của Esport có với cú trừng phạt đến từ Clit. Anh ta tìm kiếm Clit, anh ta nhảy vào, anh ta nét Clit. Và tiên Clit lên bảng điểm số lần thứ hai ván này. Tất cả những vụ lợi mạnh mẽ nhất trên bản đồ đều thuộc về bên phía của Brion, và công lớn nhất chắc chắn phải gọi tên Morgan. Nếu như ván thi đấu này bên phía của Brion cân bằng được tỷ số, đó chắc chắn sẽ là một POG dành cho đường trên bên phía của Brion. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống mà Akali của Karis làm ảo thuật. Đây là một Akali vô cùng thọt ở giai đoạn đi đường. Tuy nhiên thì với những tình huống giao tranh diễn ra và bên phía của Brion có lợi thế, Karis cũng đã vét được cho mình một vài mạng hạ gục. Và anh ta vừa rồi đã khiến cho hỗ trợ của Hangwala nằm xuống cực kỳ nhanh với sát thương đến từ rồng ngàn tuổi. Và sau đó thì bên phía của Brion không khó để có cho mình con Baron. Một con Baron giúp cho họ đang cầm những bùa lợi mạnh nhất. Linh hồn rồng với 4 rồng nguyên tố và bùa lợi Baron kết hợp cùng với rồng ngàn tuổi. Bao nhiêu búp ngon trên bản đồ họ có sạch, và bây giờ thì cách biệt đang là một con số lên tới hơn 7.000 tiền. Một cách biệt đủ lớn để tôi nghĩ rằng bên phía của Brion có thể hướng tới việc kết thúc bản đấu. Chắc chắn rồi, đây sẽ là POG. 100% POG dành cho Morgan với những cái đóng góp của anh ta. Nhưng không thể quên được con vị của Amti nha. Amti hoạt động rất là năng nổ, và đây là cái cách mà như tôi đã nói, anh ta cần phải làm ở những cái ván đấu trước. Nhưng đến ván này thì bắt đầu Amti mới ngộ ra được cái chân lý là cần phải đi theo pho tá Morgan. Và khi mà pho tá đúng người thì Morgan anh ta không phụ lòng đồng đội với một con rắc không thể ngăn cản. Thì hiện tại với JK, thậm chí là bây giờ là cả JK và King Gun cùng xuống phòng ngự thì cũng sẽ vẫn là gõ cả đồ đến từ Morgan mà thôi. Sức công phá đến từ con rắc tầm này là cực kỳ vượt trội, và thêm vào đó nữa là anh ta có đồng hồ để có thể câu giờ. Hai đường lính sông gấp sau một loại Baron và linh hồn dòng ngàn tuổi vẫn còn tồn tại đến từ bên phía của Brion để họ chán thẳng vào cái liều ban đấu. Đây có thể sẽ là tình huống endgame luôn đến từ bên phía của Brion. Ở thời điểm phút thứ 36 họ bắt đầu tiến vào, đá tên lửa lấy nhẹ một chút máu đối phương, mưa tên kết hợp với tên xuyên phá đến từ vị trí của Hena tầm xa làm mềm phần đội hình bên phía của Hangline Sport. Mặc dù rồng ngàn tuổi lúc này đã hết, tuy nhiên thì Brion đã áp dụng đó để có thể có được hai đường siêu cấp, và họ vẫn còn khoảng chừng 1 phút tới từ bộ lại Baron. Dịch chuyển của Morgan còn, Karis cũng sắp hồi dịch chuyển trong ít giây sắp tới. Nếu như họ dùng những cú dịch chuyển này để có thể trở lại và áp lực thêm thì họ vẫn còn đâu đó khoảng chừng 56 giây đến từ Baron để có thể áp lực. Họ vẫn chưa muốn di chuyển về, đợt lính khu vực đứng dưới là lính khá to. Cú dịch chuyển lên khu vực đứng trên tới từ Morgan để có thể áp lực vào những cái trụ vệ chính đối phương nhờ một đợt lính có thiên vương trì tại khu vực đứng giữa. Nhưng áp lực này chưa đủ để Morgan có thể tiếp cận được công trình tiếp theo trong nhà chính của Hangwildlife. Có lẽ Morgan sẽ chờ một nhịp nữa mà Hena cùng với Effort có thể tiếp cận được trụ 3 khu vực đứng dưới. Đó sẽ là thời điểm Hangwildlife bắt buộc phải xé người ra để phòng ngự. Kingan không phải là người có đủ khả năng phòng ngự trước Morgan. Còn phía bên này thì đó là tình huống mà Morgan đang có định bọc sau trang JK lao lên với sát chiêu hoàn hảo, nhưng anh ta bắt không trúng ai cả. Và qua đó thì bên phía của Hangwildlife chưa thể nào có thể có thêm hạ gục, nhưng ít nhất họ phòng thủ thành công được lính siêu cấp thứ 3. Rất cẩn, nhưng Brion cũng rất cẩn. Hết bộ lợi linh hồn rồng ngàn tuổi, phát là họ lùi về luôn. Baron Power Play ở mức 4.000, một Baron Power Play khá ấn tượng đến từ Brion. Morgan có được chuẩn bị, có được trang bị cuối cùng ở trong thủ đô của mình, nó sẽ là một cái thú tượng thạch giáp. Và khi ấy thì những cái tình huống mà anh ta vào lao vào khoảng 3-4 người đối phương mà anh ta bật được cú quay tay phản, quay tay làm choáng kết hợp với tình huống bật thú tượng lên, thì tôi không hiểu rằng là cái lượng chống chịu và cái lượng sát thương mà Morgan có thể tạo ra ở trong những cái pha như vậy nó còn đến cái ngưỡng nào nữa. Nãy giờ thì cảm giác là Viper cứ bước vào giao tranh anh ta không được chơi game, anh ta sẽ bị khóa liên tục. Morgan sẽ liên tục tìm kiếm xạ thủ bên phía của Hangwild Sport và khiến cho cái ngòi nổ chủ lực này của Hangwild Sport không phát huy được hiệu quả. Viper không được bắn, đồng nghĩa với việc Hangwild Sport sẽ thiếu sát thương, bởi vì JK bắn này rất thọt với Sài Lan. Vâng, cánh trên bên phía của Hangwildlife ván thi đấu này đang là một ván thi đấu khá thọt của cả Kingan, JK, phần đó kể cả Clit nữa.
một Nidalee không có được sự vượt trội về chỉ số farm so với Vi. Và kể cả anh ta đã có được 3 món trang bị lớn nhưng khả năng cấu rỉa tầm xa của Clip lúc này đang chưa thể nào khiến cho bên phía Hàng Quang Esports có được nhiều áp lực. Họ đang phải đối chọi với những đồ lính siêu cấp, họ đang phải đối chọi cùng với những pha bọc sau đến từ một con Jack full đồ. Morgan đã có cho mình món trang bị cuối cùng là một cái đồng hồ Cazonia rồi. Một công cụ nữa để Morgan có thể áp lực tiến sau đối phương với những pha băng cắt của mình. Còn Hàng Quang Life tung mọi cách để có thể phòng ngự cái nhà lính khu vực đường dưới. Nhưng tôi tin rằng họ có thể phòng ngự được đợt này. Nhưng tới những tên lính mà có những mục tiêu lớn như là dòng ngàn tuổi thứ hai hay là Baron tiếp theo của bàn đấu thì tôi không biết là họ sẽ phải xử lý như thế nào. Phòng ngự thì được, nhưng tranh chấp mục tiêu sẽ là điều tương đối khó. Thậm chí là bây giờ Morgan hoàn toàn có thể solo một mục tiêu để đồng đội hướng tới việc kiểm soát mục tiêu còn lại. Anh ta đang quá mạnh công sắc rồi. Có rất là nhiều cái khả năng gây sát thương đến từ Morgan với những mục tiêu lớn như vậy. Và cái lượng sát thương cũng như là cái khả năng chia 1-4 để đẩy vẫn đang được các thành viên bên phía của Brion triển khai. Đầu tiên giãn cách tầm này nó lên con số 9.000 rồi. Con số khá là báo động từ Hàng Quang Esports. Nhưng nên nhớ rằng là để Hàng Quang Esports phòng ngự được thì họ vẫn có những cơ sở để bật ngược lại trong một tình huống giao tranh nha. Một tình huống mà họ bắt lẻ được Morgan chẳng hạn, họ đang muốn tìm kiếm, nhưng Morgan rất tỉnh táo với pha di chuyển, không hề có bất cứ một lượng tầm nhìn nào phát hiện ra pha di chuyển vừa rồi đến từ người trên đường trên bên phía của Bjorn cả. Ở đây sẽ tiếp tục là một cái hướng cánh trên được đẩy một cách rất mạnh mẽ đến từ Morgan mà thôi. Cách chơi đến từ bên phía của Bjorn luôn vậy ở trong toàn bộ 40 phút thời gian mà đấu thứ hai này, với việc họ chia 1-3-1 để đẩy. Akali rất khó chịu. Akali là một con bài mà có khả năng giãn cách cự ly và có độ cơ động rất cao, và việc bắt Akali gần như là không thể, trừ khi nào Karis tự hiến thân cho những tình huống mà anh ta xử lý lỗi mà thôi. Chứ nếu không thì cũng sẽ rất khó để Zeka hay thậm chí Kingan và cả Clip nữa có thể bắt được vào một trên đường giữa bên phía của Bjorn. Cánh trên thì Morgan quá mạnh, thậm chí bây giờ anh ta có thể cân 2 cân 3 là chuyện bình thường. Lính hồn rồng ngàn tuổi đang được triển khai đến từ Bjorn và nó sẽ thuộc về Bjorn mà thôi, với áp lực hai đường lính siêu cấp ở trong giai đoạn hiện tại. Hàng Quang Life đang muốn mở một con đường máu để có thể tìm đường ra các mục tiêu lớn của mình. Nhưng liệu rằng tốc độ can thiệp của họ có kịp hay không khi mà đối phương đã ăn nhanh đến như vậy. Tốc độ ăn của Brion là kịp để họ có cho mình con rồng ngàn tuổi. Và áp lực đó đã đẩy lui Hàng Quang Life khỏi khu vực Hang Baron rồi. Chỉ giải được một vài con mắt tới từ Hàng Quang Life để có thể lấy thông tin. Nhưng việc mất đi rồng ngàn tuổi thứ hai của ván thi đấu này đồng nghĩa với việc là họ sẽ rất khó để giao tranh tổng với bên phía của Brion. Còn nếu Brion kỹ thêm một chút nữa thì họ có thể ăn thêm con Baron này trước khi kết thúc ván đấu. Và với hai vụ lợi mạnh như vậy, với những đường lính siêu cấp đã được khai thông trước đó, thì đây có lẽ sẽ là tình huống kết thúc ván đấu. Tất cả dựa vào trừng phạt của Clip. Giáo 3.000 máu rất chủ động đến từ Brion, ngưng sát thương lại, tìm kiếm con Nidalee trong tay của Clip. Cầu vòng tối thượng bùng vào, không có tầm nhìn đến từ Hàng Quang Esports để họ tranh cướp. Morgan lùa hai người đối phương về. Và đó là thêm hai bộ lợi mạnh nhất trên bản đồ lại thuộc về bên phía của Brion để họ hướng tới đường lính siêu cấp còn lại ở khu đứng dưới để kết liễu ván đấu này. Rất kỹ, đó là một tiếng lao lên đến từ Morgan để che những kỹ năng tầm xa đến từ bên phía Hàng Quang Life. Không có bất kỳ một kỹ năng nào có thể tiếp cận được Baron trong tình huống vừa rồi khi mà Life đã đưa ra cú cầu vòng tối thượng của mình và anh ta không cướp được Baron. Lại một lần nữa, bên phía của Brion có được hai bùa lợi mạnh nhất trên toàn bản đồ. Và lần này thì có vẻ như Hàng Quang Life sẽ rất khó để có thể chống lại những đợt đẩy với sức mạnh tuyệt đối đến từ bên phía của Brion. Không có những tình huống di chuyển tới từ các thành viên bên phía của Hàng Quang Life để có thể tạo ra những thế bánh mì kẹp thịt hay là bọc đầu. Lúc này thì Zeka cùng với Kingan đều đã bị lộ vị trí rồi. Và cảm giác là bên phía của Brion cũng sẽ đánh hết sức cẩn thận trong pha này. Morgan đẩy cánh trên, Karis đẩy cánh dưới. Họ đang muốn shut down con Jack của Morgan. Và đây là một tình huống mà Morgan có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì của thì đã đến, anh ta chủ động lao thẳng vào vị trí của Viper. Và Jack của Morgan vẫn sống với một chấm máu. Người nằm xuống lại là vị trí của Life. Và băng vào đến từ vị trí của Karis sát thương anh ta là quá nhiều. Rồng ngàn tuổi zoom cho bên phía của Brion giao tranh cực kỳ thoáng tay. Và đó là ba ma hạ gục ngay lập tức có dành cho bên phía của Brion với cú double kill dành cho Henna. Việc bắt lẻ Morgan thất bại dẫn đến pha giao tranh cũng là vất rất một chiều dành cho bên phía của Brion. Họ sẽ có được chiến thắng để cân bằng tỷ số 1-1 trong cặp trận này. Morgan tốc tiến vào trong bệ đá cổ tìm kiếm đối phương. Một chiến thắng mặc dù đến hơi chậm nhưng nó vẫn là một chiến thắng mang đậm dấu ấn của Morgan với con Jack khu vực đường trên, với những lợi thế mà anh ta mang ra khi kết hợp cùng với người chơi rừng của mình Lâm Tì. Morgan có một ván đấu hoàn hảo với Jax. Tình huống cuối cùng là một tình huống mà tôi nghĩ rằng Hàng Quang Esports vào thế bí và họ làm mọi thứ, họ kéo 5 người lên cánh trên để cố gắng shut down con Jax này. Nhưng lại là Amti lại hộ giá kịp thời. Amti đưa thân mình ra,
khi anh ta có giáp thiên thần để bảo hộ cho Morgan. Và Morgan sống đồng nghĩa với việc là hàng của Iceborne họ mất thời gian, mất công cụ, mất tài nguyên để giao tranh. Với bùa lợi linh hồn rồng ngàn tuổi thì dễ dàng có được 3 điểm hạ gục và kết liễu ván đấu. Mặc dù cái khoảng thời gian kết liễu ván đấu nó hơi muộn nhưng vẫn là chiến thắng ở ván đấu thứ hai để cân bằng tỷ số 1-1 dành cho bên phía của Beyond. Và cặp chất BO3 chúng ta sẽ phải đến ván đấu thứ ba để phân chia thắng bại giữa hàng của Iceborne và Beyond. Và FCK Tiếng Việt xin được nghỉ ngơi trong chốc lát và chúng tôi sẽ quay trở lại ngay khi video thứ ba được sẵn sàng bắt đầu.